Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, hôm nay năm địa phương của Đồng Nai gồm thành phố Biên Hòa, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Long Thành và Nhân Trạch trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ. 6 địa phương còn lại trời có mây, ngày không mưa, độ ẩm dao động từ 62 đến 67%, cao hơn 2% so với hôm nay. Có gió nam và đông nam đông cấp 1 đến cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C bằng mức nhiệt ngày hôm nay. Dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường lệch đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ, Nam Trung Bộ hoạt động mạnh lên. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khô hanh, có nơi nắng nóng, có mưa, đêm và sáng sớm trời se lạnh, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, tình hình phát triển của cây trồng và vật nuôi. Về tình hình thủy văn, lưu vực sông Đồng Nai, mực nước thượng lưu dao động theo địa tiết của các hồ chứa thượng nguồn xuống dần. Dự báo mực nước tại trạm Tà Lài lúc 7 giờ sáng nay đạt 110,38m, cao hơn 0,07m so với hôm qua. Tại trạm Biên Hòa ở hạ lưu sông Đồng Nai, dự báo mực nước cao nhất là 1,29m, mực nước thấp nhất là -1,25m. Sáng nay, mực nước tại trạm Trị An trên hồ Trị An là 61,51m, cao hơn 0,03m so với hôm qua. Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà dự báo sáng nay đạt 102,02m, thấp hơn 0,97m so với hôm qua.